Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FV5. Các bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác mình thì đóng bộ 5 đến 7 lớp áo, mặc kín mít từ đầu tới chân vì mùa đông ở miền Bắc quá khắc nghiệt. Nhưng khi lượn lờ ngang Hồ Gươm, Hồ Tây hay các công viên thì lại bàng hoàng nhìn thấy các cụ 60, 70 tuổi vẫn mặc áo ba lỗ, quần cộc đi tập thể dục chưa? À, tin chắc là hình ảnh các cụ mặc phong phanh như vậy sẽ khiến nhiều người nước ngoài nhìn vào rồi tưởng tượng rằng mùa đông ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc Việt Nam nói chung cũng xoáng thôi. Lạnh thế quái nào được bằng thời tiết của các nước ở gần cực Bắc trái đất như Nga chẳng hạn. Thế nhưng khi mà đã thực sự trải nghiệm và đắm mình vào mùa đông Hà Nội thì họ mới nhận ra mình đã lầm khi coi thường thời tiết lạnh giá của nơi này. Điển hình như câu chuyện của anh Timur Finov, người đã từng trải qua những mùa đông khắc nghiệt tại Nga nhưng vẫn không thể quen với cái lạnh mỗi khi gió mùa tràn về Hà Nội. Anh Timur Finov, 26 tuổi, hiện đang làm người mẫu ảnh và giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại xứ sở Bạch Dương, dù trải qua những mùa đông băng giá, anh vẫn co ro trong tiết trời mùa đông của thủ đô Việt Nam. 4 năm trước, Timur bắt đầu cuộc sống mới tại Việt Nam. Hành lý của anh toàn quần áo mùa hè. Ngày không khí lạnh tràn về Hà Nội, Timur mới biết thế nào là mùa đông tại một đất nước trông có vẻ gần đường sinh đạo trên bản đồ. Chàng trai Nga bày tỏ, tôi tỉnh dậy trong phòng mình vào sáng sớm. Và bạn biết không, tôi đã thở ra khói. Đó là điều tôi chưa bao giờ trải nghiệm trong nhà khi sống tại Nga. Tôi nhớ khi đó nhiệt độ hạ xuống khoảng 6 đến 7 độ C. Đối với tôi, đây thực sự là một cú sốc khi đánh giá thấp mùa đông Hà Nội. Mùa đông năm ấy, Timur chỉ có 2 chiếc áo dài tay và quyết tâm không sắm thêm quần áo rét, bởi anh chỉ lưu lại Hà Nội vài tháng. Nhưng đó là quyết định sai lầm khiến anh vô cùng hối hận. Timur chia sẻ, tôi không nghĩ rằng mùa đông ở đây lại rét như vậy, dù nhiệt độ thường chỉ khoảng 18 đến 20 độ C như mùa hè tại nước tôi. Mùa hè tại xứ sở Bạch Dương có nhiệt độ trung bình khoảng 18 đến 20 độ C, tùy thành phố. Đây được coi là tiết trời ấm áp với những cư dân Saint Petersburg như Timur. Vì phải sống đến 6 tháng mùa đông một năm, người Nga rất yêu những ngày hè ngập nắng. Họ cho rằng đó là thời điểm để tận hưởng tối đa cơ hội bổ sung vitamin D, dạo chơi trong tiết trời ấm áp và tạm xa những chiếc áo rét dày. Còn vào mùa đông ở Nga, Timur chỉ mặc 2 áo gồm một áo dài tay và một áo khoác dày. Ấy vậy mà, khi sống tại Hà Nội, chàng trai này luôn phải mặc 3 áo gồm sơ mi, áo khoác di lê và áo măng tô vào mùa lạnh. Anh nhận định, mùa đông ở Hà Nội lạnh không kém Nga. Ở Hà Nội tôi cảm nhận rõ cái rét buốt thấu xương, khiến cả người run cầm cập. Trong khi ở Nga là cái rét giá, đôi khi làm tay ứng đỏ, cứng lại, không có cảm giác gì. Timur cho rằng anh không cảm thấy mùa đông tại Nga lạnh như ở Việt Nam, dù nhiệt độ trung bình khoảng âm 4 đến âm 3 độ C. Do mỗi căn hộ đều có hệ thống sưởi, sàn nhà cũng thường được lót thảm hoặc lát, bọc nhiều lớp để chân không bị lạnh. Chúng tôi chỉ cần vào nhà là được sưởi ấm ngay, anh bày tỏ. Trái lại, ít căn nhà tại Việt Nam được trang bị hệ thống sưởi hay trải thảm, mà thường lát gạch men, đá, trừ những tòa nhà văn phòng. Do vậy, đôi khi Timur còn thấy trong nhà lạnh hơn ngoài đường. Bên cạnh đó, lái xe máy vào mùa đông cũng khiến cái lạnh trở nên đáng sợ hơn. Nhiều người có thể đánh giá rằng những cảm nhận khác biệt của Timur là do chênh lệch về độ ẩm không khí. Mùa đông của các nước phương Tây thường khô hơn so với Việt Nam. Nhưng Timur không hoàn toàn đồng tình vì độ ẩm không khí tại thành phố Saint Petersburg cũng luôn ở mức cao hơn 80% vào mùa đông. Cũng có cảm giác bất ngờ về độ lạnh của mùa đông Hà Nội, blogger Jane Mountain đã chia sẻ trong một bài viết trên trang blog MyFireAdress rằng Việt Nam là một trong những quốc gia yêu thích của chúng tôi trên thế giới. Chúng tôi đã đến thăm nơi này ít nhất 6 lần. Chúng tôi không nghĩ rằng có thời điểm nào là tồi tệ để đến Việt Nam. Duy chỉ có mùa đông là khắc nghiệt hơn cả. Nhưng trên thực tế, mùa đông có thể là một trong những mùa tốt nhất để bạn khám phá nơi này. Theo chị Jane, điều đầu tiên khiến chị ấy thích thú là mặc dù dân số Việt Nam chủ yếu theo đạo Phật, nhưng nhiều người dân địa phương vẫn tổ chức lễ Giáng sinh theo kiểu kế tục và đây là thời điểm để vui chơi lễ hội và quây quần bên bạn bè và gia đình. Trong tiết trời lạnh giá, chị ấy có thể cảm nhận được sự ấm áp khi nhìn thấy cây thông Noel và đèn trang trí rực rỡ khắp đường phố và trung tâm mua sắm, trong khi nhiều tour du lịch và khách sạn cũng sẽ tổ chức Giáng sinh cho khách của họ. Nhưng điều làm chị ấy mê mẩn của mùa đông Hà Nội không chỉ có thế. Trong những ngày trời đông lạnh giá, ngay cả khi ngủ đông thôi, bạn cũng sẽ cảm thấy lạnh và đói rất nhanh. Vì vậy, chị Jane đã tiết lộ cả một bộ sưu tập thiên đường món ngon sẽ giúp du khách nước ngoài vượt qua mùa đông lạnh lẽo ở Hà Nội một cách ấm bụng và no nề nhất.
Không gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức các món ăn nóng trong một ngày lạnh giá. Vừa xuýt xoa, vừa xì xụp, chan chan, húp húp, cảm giác mê say phải không nào? Các bạn hãy thử đoán xem trong danh sách các món ăn mùa đông mà chị Jane nhắc tới sẽ có những cái tên nào xuất hiện nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu các món ngon mà chị Jane đề xuất nhé. 1. Vô vàn các món nước. Phở. Rất nhiều người có thể ăn phở 3 bữa một ngày trong những hôm trời đông lạnh giá. Phở là món ăn thần thánh ở Hà Nội, nên hẳn nhiên nó trở thành món ngon mùa đông cứu cánh cho những buổi sáng se lạnh. Phở có ở khắp các quán ăn, các con đường và có cả phở ở vỉa hè, phở sáng, phở đêm. Một bát phở nóng hổi với những lát thịt bò hoặc thịt gà thơm thơm, hành ngò thật nhiều, quẩy giòn, tương ớt và giấm tỏi ấm ngay cái bụng. Bún dọc mùng. Màu của tô bún xanh xanh bởi dọc mùng nhìn rất đã mắt. Dọc mùng giòn giòn, sật sật, thịt sườn, chân giò hầm vừa thơm vừa mềm, ăn với bún hợp một cách khó tả. Đây là món ngon mùa đông rất dễ ăn với đa số mọi người. Thêm một chút tương ớt cay cay là mùa đông không sợ đói lòng. Bún chả. Lò than hồng cứ liên tục cho ra những mẻ chả băm, chả miếng nửa nạc nửa mỡ vẫn còn nóng xèo xèo. Cho ngay miếng thịt thơm ngon và bát nước mắm còn ấm trên tay. Thêm ít bún và rau sống ăn kèm là thành một tô bún chả chuẩn vị sưởi ấm con tim những ngày đông giá rét. 2. Chè nóng. Chè nóng ở Hà Nội gồm có nhiều món ngon đa dạng cho bạn lựa chọn, như bánh trôi tàu thơm thơm, mùi vừng và gừng. Lục tàu xá thường bán chung với các xe tàu phớ, xôi chè, chè vừng, chè đỗ đen nóng hổi vừa múc trong nồi ra. Mỗi thức quà là một món ngon cho mùa đông với đủ hương vị ngọt ngào, ấm nóng. 3. Các loại bánh. Bánh gối. Nhân bánh gối gồm có thịt băm, mộc nhĩ, nấm hương, trứng, lạp xưởng trộn với nhau trong lớp vỏ bánh rán giòn rụm. Bánh rán xong được cắt nhỏ, chấm nước mắm chua ngọt và ăn thêm với rau sống. Quán bán bánh gối thường có bán thêm cả bánh tôm và bánh rán mặn, cũng rất hợp với mùa đông. Trời lạnh nên cứ bánh gì chiên vàng giòn, thơm thơm là thành món ngon mùa đông, kích thích ngay những tín đồ ẩm thực ấy. Bánh đúc nóng. Chén bánh đúc nóng với bánh dẻo mịn, nhân bánh với thịt băm, mộc nhĩ, nấm hương và mùi ngò thơm thơm ăn nóng là cực thích. Chiều chiều, các hàng bánh đúc nóng hầu như đều nhộn nhịp vô cùng. Và nếu bạn đến Hà Nội thì cũng đừng nên bỏ qua món này nhé. Quẩy nóng. Trong mùa đông, quẩy không chỉ là thức ăn kèm bún, phở hay cháo nữa. Ở Hà Nội có những quán bán quẩy rán giòn tan, chấm với nước mắm chua ngọt nóng hổi. Món ngon mùa đông này nghe rất lạ phải không? Ấy vậy mà những hôm lạnh, có khi chẳng còn chỗ ngồi trong những quán quẩy nóng giòn tan ấy. 4. Các món cháo. Cháo chay. Cháo chay thường được ăn vào buổi chiều như một món ngon mùa đông, giúp êm bụng mà người già hay trẻ em đều yêu thích. Gạo rang lên, xay nát nấu thành nồi cháo thơm thơm với thịt chay thái nhỏ. Bát cháo nóng thơm mùi đặc trưng của rau răm và hạt tiêu. Thêm quẩy giòn, ớt bột, ăn đến đâu ấm người đến đó. Đặc biệt, cháy cháo, bạn đã nghe qua chưa? Một tuyệt tác của nồi cháo mà rất nhiều người dành ăn chờ đợi. Để được ăn phần cháy đấy thì cũng hên xui lắm. Đi 10 lần mới được ăn 1-2 lần thôi. Vậy nên tùy vận may của bạn vậy. Cháo sườn. Lại một món cháo dễ ăn vào buổi sáng hoặc xế chiều. Cháo sườn rất mịn, thịt sườn hầm kỹ xé nhỏ, càng nấu càng thơm. Cháo ăn với quẩy giòn và ớt bột, không có hành ngò nhưng vẫn dậy mùi thịt sườn cực hấp dẫn. Mùi cháo thơm phức bốc lên theo làn khói, nhìn thôi đã không kìm lòng nổi rồi. Cháy cháo sườn cũng là bảo vật quý giá trong cả nồi cháo đấy nhé. 5. Ốc luộc. Ốc luộc là một món ăn ít xuất hiện ở phương Tây, nhưng các bạn nên thử nó khi tới Việt Nam, nhất là vào mùa lạnh. Ốc luộc chắc, ngọt thịt lại thơm mùi sả, lá chanh, càng ăn càng nghiền. Nếu đã quen với vị ốc luộc và muốn bắt chước những người Việt sành ăn, thì đừng quên xin một chén nước ốc luộc nóng nóng, cho vào chút nước mắm chua ngọt, húp một hơi, ấm áp và tình cả người. 6. Gà tần, chim tần. Các món ăn có tần thuốc bắc hoặc ngải cứu nhìn chung là kén khách vì màu sắc của nó không đẹp lắm. Tuy nhiên, ai ăn được món này là cực bổ dưỡng và có khi cũng nghiện cả hương vị. Mùi thơm đặc trưng của các vị thuốc bắc, ngải cứu ngấm vào từng thớ thịt gà ác hoặc chim bồ câu. Thịt ngọt, chắc, có màu hơi đen mà ăn cực ngon, nên đừng sợ vì vẻ ngoài của nó nhé. 7. Lẩu riêu cua. Lẩu riêu cua có thể ăn cả trong mùa hè lẫn đông, nhưng vào mùa lạnh thì nó ngon hơn hẳn. Nước dùng có vị chua chua lại thơm mùi cua, hành phi, đúng là một tổ hợp mùi vị kích thích không cầm lòng được.
lẩu riêu có chả, đậu rán, thịt bò trần, vài nơi cho thêm trứng vịt lộn cho ngọt nước, rồi ăn với sợi bánh đa dài dài rất đưa miệng. Một nồi lẩu thường cho 2 đến 4 người ăn, vừa ngon miệng lại ấm bụng, nhâm nhi hoài không biết chán. 8. Ngô, khoai sắn nướng. Ngô nướng, khoai nướng đêm Hà Nội như làm ấm cả mùa đông lạnh giá. Những lò than ở vỉa hè ven đường hồng rực, mùi ngô, khoai sắn thơm giản dị và thân quen bên góc đường từ lâu đã trở thành một điểm đặc biệt trong những ngày đông thật lạnh. Đi dạo ở đường phố Hà Nội thì thích nhất là được cầm trên tay những củ khoai hay bắp ngô nóng đó, vừa thổi phù phù, vừa ăn thật nhanh vì thèm cái hơi ấm của món ăn. Mùa đông thì cũng đã qua thật rồi, xuân đang tới nên trời chỉ còn hơi lạnh thôi. Nhưng nghe danh sách một loạt các món ăn ngon thế này, ắt cũng chẳng kìm lòng nổi. Còn các bạn có bỗng dưng thấy thèm những món ngon mùa đông này không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở bên dưới video này nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.